Trở lại chương trình của bản tin ngắn, bà Nikki Haley vẫn tiếp tục chỉ trích ông Trump và cho rằng ông Trump rất yếu đuối khi nói đến đất nước Ukraine. Cái này chúng ta cũng không toàn hoàn toàn ngạc nhiên đâu, mà tự nhiên con mụ này dạo này nó trở thành con mụ háo chiến, tôi cũng không hiểu lý do tại sao luôn quý vị. Cái khuôn mặt nó càng ngày nó càng thể hiện ra cái gì biết không? Chúng mình làm tay sai cho cái đám mà sản xuất vũ khí. Để tôi upload cái khuôn mặt của bà Nikki Haley cho vị thấy này, khuôn mặt đúng là người tâm sinh tướng. Rất là háo chiến. Đây. Đây là mặt của con mụ Nikki Haley, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Người ủng hộ trung thành cho việc cấp viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã chỉ trích tổng thống Trump trong quá trình vận động và yếu đuối khi nói đến Ukraine. Phát biểu trong một sự kiện tại New Hampshire, nơi cô ta đã vượt qua thống đốc bang của Ron DeSantis trong cuộc khảo sát, Nikki Haley cố gắng bước nhẹ nhàng khi chỉ trích cựu tổng thống. Ông ấy là một tổng thống phù hợp vào đúng thời điểm. Cô nói khi được hỏi về cơ bản di sản của ông Trump còn gì sau 100 năm nữa. Cô chỉ trích ông Trump không chỉ vì chính sách tài khoá mà còn quan điểm với Ukraine. Ông khẳng định ông ấy từng rất giỏi về chính sách đối ngoại và bây giờ ông ấy bắt đầu đi ngược lại về mềm lòng đề cập với Ukraine. Mày gửi con mày đi đánh đi. Có con cái gì không? Bán nhà bán cửa đi cho Ukraine đi. Mày tụi bay chơi chó, tụi bay đấu tranh, tụi bay toàn là đem tiền của người dân đóng thuế không à. Chứ tụi bay đâu có bỏ tiền túi đâu. Mày có con cái gì gửi con cái mày vô quân đội đi để đi tham chiến. Nikki nằm trong một số người tin tưởng rằng cung cấp viện trợ cho Ukraine để phòng thủ trước Nga là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ hay là lợi ích của đất nước Âu Châu. Thật sự mà ông Trump, cái chính sách của ông Trump là hòa bình lại Ukraine và Nga, và chính sách năng lượng là một chìa khóa rất quan trọng. Đừng có đem cái vấn đề Ukraine dính dáng vào cái nước Mỹ. Nước Mỹ đã đâm trước mặt và sau lưng của Ukraine bao nhiêu năm, và đặc biệt là chính quyền của ông Clinton đã yêu cầu Ukraine phải dỡ bỏ cái vũ khí hạt nhân, được cuối cùng để đạt được những gì? Họ đạt được sự thất bại tệ hại khi mà Ukraine đã bị đánh chiếm Crimea bởi cái nước nước Nga và 2000 whatever dưới thời của Obama, hay là 9 hay 12 gì tôi quên mất, mẹ nó nằm rồi. Đạo đức giả là cái đám mà nước Mỹ đã bắn đứng Ukraine lâu rồi chứ không phải ngày hôm nay đâu. Nếu mà thật sự Ukraine mà không nghe lời cái đảng Dân Chủ đó nha, thì giờ chưa chắc Ukraine mất Crimea hay là kể cả luôn bị tấn công hiện giờ. Trong khi đó ai cũng biết được đất nước Ukraine là một đất nước sở hữu của vũ kho vũ khí hạt nhân đứng hàng thứ ba sau Mỹ, Nga. Đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.